Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn. Tập 52. Chương 511: Bí mật của Quy Khư 1. Bản xà cốc ở sâu trong Bắc Minh Sơn của Hồng Hoang, hẹp dài tĩnh mịch, có thể dẫn thẳng đến Bắc Minh Hải. Lúc này, tôi và Tạ Lưu Vân đang đứng trên vách núi phía tây của bản xà cốc, nghe Liễu Chi Nhung kể về địa hình của Hồng Hoang. Bởi vì Hồng Hoang ở Quy Khư là một phần bị tách ra từ thế giới bên ngoài nên kết cấu, hình dạng cũng không được hoàn chỉnh, chỉ có 5 trong số 10 ngọn núi nổi tiếng của Hồng Hoang. Tòa núi ở phía đông gọi là núi Lưu Ba, một nửa là núi một nửa là biển, là núi thánh của Mộc tộc ở Hồng Hoang Quy Khư, trên núi có lôi thú, dưới biển có quỷ ngưu. Phía tây là núi Côn Ngô, khá giống với núi Côn Lôn của thế giới bên ngoài, hoặc cũng có thể nói hai ngọn núi này vốn là một. Côn Ngô Sơn cũng là nơi ngưng tụ khí canh kim của toàn thiên hạ. Phía nam gọi là Không Tang Sơn, Không Tang Sơn thuộc quyền quản lý của thanh đế Mộc tộc Hồng Hoang, trong núi có cây cự tang như muốn xuyên thủng đất trời. Phía bắc gọi là Bắc Minh Sơn, sau khi thủy tộc bị vạn tộc ở Hồng Hoang truy đuổi, bất đắc dĩ phải rời khỏi Trung Nguyên liền xem đây là nơi dừng chân. Khu vực chính giữa chính là núi Bất Chu. Sơn Hải Kinh nói rằng Bất Chu Sơn là do xương sống của bản cổ người đã khai thiên lập địa hóa thành, hình dáng giống như cây cột trời cắm ngược. Núi Bất Chu là núi thánh chung của ngũ tộc Hồng Hoang, bởi vì núi Bất Chu là nơi chống đỡ toàn bộ thế giới Hồng Hoang Quy Khư. Đối với thủy tộc mà nói thì núi Bất Chu càng có ý nghĩa, thi cốt của thủy thần Cung Công đã hòa làm một thể với núi Bất Chu. So với núi Bắc Minh thì núi Bất Chu mới đúng là nguồn gốc tín ngưỡng của họ. Trong đại tộc của Hồng Hoang thì chỉ có thổ tộc ở Bình Nguyên, không có thế núi để dựa vào. Nhưng mà thổ tộc lại là bộ tộc có thực lực mạnh nhất. Bình Nguyên cỏ cây tươi tốt là nơi thích hợp nhất để sinh sôi nảy nở. Tộc nhân của thổ tộc còn nhiều hơn so với tộc nhân của 4 tộc còn lại cộng vào. Thổ tộc trời sinh tính cách ôn hòa, không tham sát thiện chiến như hỏa tộc và kim tộc. Mộc tộc thích sống gần gũi với tự nhiên, cũng rất ít tham gia phân tranh. Từ sau lần vây giết thủy tộc từ 3.000 năm trước thì chưa từng rời bước tham gia chiến sự. Tương Liễu tộc vẫn có thể trốn thoát khỏi vây giết tồn tại đến tận ngày nay là do bản xà cốc có thể nối thông với Bắc Minh Hải. Mà Bắc Minh Hải không phải nơi con người có thể đến gần. Trong biển có vô số hung thú, còn có hải thú hệ tử linh thường xuyên qua lại. Muốn tấn công Tương Liễu tộc, chỉ có thể đi vào từ phía nam núi Bắc Minh, phải vượt qua trùng trùng điệp điệp chướng khí và độc trùng bao phủ khắp núi non, giết đến tận bản xà cốc ở sâu bên trong. Tuy rằng núi Bắc Minh vô cùng hung hiểm, nhưng bản xà cốc lại thật sự là nơi đẹp đẽ để sinh sống. Tộc Tương Liễu đã cắm rễ 3.000 năm ở bản xà cốc, sớm đã xem nơi đây là nhà mà. Cẩn thận chăm sóc từng nhánh cây ngọn cỏ, tộc nhân dùng cây dựng nhà, đào núi làm phòng, yên tâm sinh sống ở nơi này. 3.000 năm quá lâu, tộc đã ngày càng ít ngóng trông về phía núi Bất Chu. Sỉ nhục ở núi Bất Chu tuy rằng khó mà quên được, nhưng mà chỉ dựa vào Tương Liễu tộc chúng tôi đừng nói đến việc đi đến núi Bất Chu tìm về tín ngưỡng. Xây lại thủy thần điện đến việc đặt chân quay lại Hồng Hoang cũng không làm được. Cho dù chúng tôi đã ẩn cư ở bản xà cốc không dám đi ra ngoài, vậy mà kim tộc vẫn không chịu bỏ qua cho chúng tôi. Liễu Chi Nhung thở dài nói, tại sao kim tộc vẫn luôn không tha cho các người vậy? Chỉ trách khi thủy tộc vẫn còn cường thịnh đã diệt quá nhiều người của kim tộc. Sau này Hồng Hoang lưu hành cách nói về ngũ hành, nói kim chìm là do thủy. Bạch đế của kim tộc cho rằng kim tộc muốn thống nhất Hồng Hoang thì bắt buộc phải diệt sạch thủy tộc, khi đó mới có cơ hội tranh giành Trung Nguyên với thổ tộc. Nói như vậy thì Hồng Hoang Quy Khư bây giờ do thổ tộc đứng đầu. Không sai, Hiên Viên đế của thổ tộc hùng tài vĩ lược, sinh sôi nảy nở ra trăm vạn dân sinh, có quan hệ tốt với thanh đế lại kết minh với Xích đế vốn là hậu duệ của Trúc Dung hỏa tộc. Kim tộc tuy rằng vẫn luôn dán chặt mắt vào thổ tộc nhưng ngoài mặt lại không dám tranh đoạt Trung Nguyên với thổ tộc. Chẳng lẽ tiêu diệt được thủy tộc thì hắn ta có thể làm thần đế thống nhất Đại Hoang sao? Tôi hỏi lại. Bên ngoài lưu truyền rằng, thật ra kim tộc vẫn luôn truy sát chúng tôi là bởi vì muốn có được bí mật của Quy Khư mà thủy thần để lại cho chúng tôi.
Liễu Chi Nhung nói, từ trước đến nay chẳng có ai hay biết lai lịch của thế giới quy khư, cũng chẳng có ai biết rốt cuộc quy khư là gì. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 512, Bí Mật Của Quy Khư 2. Trong truyền thuyết, trước khi Thủy Thần Cung Công chết đã nói với người mà ngài yêu là Liễu Yên Thạch và thủ hạ đắc lực Dạ Đế về quy khư. Liễu Yên Thạch lúc đó chính là thánh nữ của tộc Tương Liễu, Dạ Đế lại là người đứng đầu của tộc Hắc Long. Họ là phụ tá đắc lực của Thủy Thần Cung Công, cùng nhau phụ tá Thủy Thần khai chiến với vạn tộc Hồng Hoang. Sau này, Liễu Yên Thạch tử trận cùng Cung Công, người biết được bí mật của quy khư chỉ còn lại Dạ Đế. Sau đó, Dạ Đế lại bị bốn vị thần đế hợp lực truy sát ở Bắc Minh Hải, chỉ vì ép hắn nói ra bí mật của quy khư. Dạ Đế thả chết cũng không nói, sau khi Dạ Đế chết thì chẳng có ai biết được bí mật của quy khư. Nếu như bí mật của quy khư đã chẳng còn ai biết thì tại sao kim tộc lại cứ bức bách các người? Tôi hỏi. Bởi vì sau khi tộc Hắc Long phản bội đã gia nhập kim tộc, bọn họ ghi hận sự sỉ nhục năm xưa khi Hắc Đế bị giết liền đem khoản nợ máu này tính lên đầu Tương Liễu tộc, là họ nói với kim tộc có thể tìm thấy đáp án về bí mật của quy khư từ Tương Liễu tộc. Thì ra là vậy. Tôi cảm thán một câu. Đến tối, Liễu Chi Nhung đến tìm tôi. Cô ấy đổi một bộ váy sa mỏng, dưới đèn trông vô cùng xinh đẹp. Sa mỏng đến xuyên thấu, đường cong căng tròn trước ngực hiện lên, đôi chân bóng loáng mượt mà tuyệt đẹp tựa như được tạo thành từ bạch ngọc. Động lòng người nhất vẫn là đôi mắt cô ấy, ánh mắt thay đổi trong chớp nhoáng, câu hồn đoạt phách. Ban ngày Liễu Chi Nhung cho người ta cảm giác là một người đứng đầu bộ tộc kiên cường bất khuất, chỉ có thể tôn trọng không thể bất kính. Mà cô ấy ngay lúc này, vẻ đẹp toát ra từ tận xương cốt, ánh mắt đong đầy nhu tình. Tộc Tương Liễu tuy rằng không trầm mê nhục dục như xà tiên nhưng mỗi một người đều phong tình vạn trùng, hơn nữa nam nữ trong tộc lại vô cùng cởi mở. Vậy nên, thấy cô ấy mặc loại trang phục này tôi không hề bất ngờ. Liễu Chi Nhung vừa nói chuyện với tôi, ánh mắt lại không tự chủ được bị thanh anh hùng chi kiếm trên bàn hấp dẫn, nhất thời liền quên mất lý do đến đây. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào thanh đoản kiếm đó. Sau khi tôi có được thanh kiếm này thì vẫn luôn dùng đạo bào bọc lại, đến tận giờ mới lộ ra bộ dáng thật sự. Đoản kiếm, phù văn ba màu đan xen điểm xuyến. Màu vàng đại diện cho thái cổ thần giới, màu đen đại diện cho thái cổ ma giới, màu xanh lam đại diện cho thái cổ minh giới. Đây là kiếm anh hùng. Liễu Chi Nhung kinh ngạc nhìn hồi lâu mới giật mình hỏi. Tôi gật đầu. Tôi đã đánh giá thấp anh rồi, thì ra anh đến không phải vì cứu vớt Tương Liễu tộc chúng tôi, anh đến đây là vì muốn vạch trần bí mật của quy khư. Cô có ý gì? Anh có biết rút kiếm anh hùng ra có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa gì? Tôi hỏi. Nghĩa rằng chỉ có anh mới có thể giải mã bí mật của quy khư. Xem ra, tộc Tương Liễu của cô thật sự biết bí mật của quy khư. Tôi nói. Không, chúng tôi không biết quy khư là gì. Nhưng mà tổ tiên Liễu Yên Thạch từng để lại một câu nói cho tộc nhân, chỉ có chủ nhân của kiếm anh hùng mới có thể vạch trần bí mật của quy khư. Tôi phải làm sao? Tôi khuyên anh cái gì cũng đừng nên làm, bởi vì một khi vạch ra bí mật của quy khư, Hồng Hoang quy khư liền gặp phải nguy cơ bị tận diệt. Trừ khi anh có thể có được sự công nhận của ý chí quy khư, thay ý chí quy khư quản lý toàn bộ quy khư. Liễu Chi Nhung nói, kiếm anh hùng từng được xem là một thanh kiếm hy vọng, có thể đem đến hy vọng quay về quê hương cho chúng sinh trong quy khư. Người có thể rút ra thanh kiếm này chính là chủ cứu thế của Hồng Hoang quy khư. Nhưng mà hiện tại nó đã biến thành một thanh kiếm nguyền rủa, bị thiên đạo nguyền rủa. Một khi tôi đưa ra lựa chọn sai lầm, chúng sinh ở Hồng Hoang quy khư có lẽ liền không thể tồn tại được nữa. Nói xong những thứ này, Liễu Chi Nhung liền rời khỏi phòng tôi. Cô ấy đến tìm tôi vốn là vì muốn tôi lưu lại giúp đỡ tộc Tương Liễu. Sau khi nhìn thấy anh, hùng chi kiếm cô ấy liền lựa chọn từ bỏ, bởi vì giữ tôi ở lại chưa chắc đã là chuyện tốt. Một khi để người khác biết được tôi giữ kiếm anh hùng, vạn tộc Hồng Hoang đều sẽ xem tôi như là tử địch, sẽ kéo đến cho bàn xả cốc vô cùng vô tận kẻ địch. Vậy nên cho dù cô ấy không hề nói rõ điều gì,
Nhưng mà ý của cô ấy chính là muốn tôi nhanh chóng rời đi, thậm chí là rời khỏi Quy Khư. Bởi vì vạn tộc ở Hồng Hoang Quy Khư đã không cần chủ cứu thế nữa, họ cũng chẳng hy vọng quay về quê hương bên ngoài kia, nơi đây mới là nhà của họ. Chỉ là dù sao thì tôi cũng là người có truyền thừa của ma đạo tổ sư, bản thân tôi không muốn đi thì cô ấy cũng chẳng thể đuổi tôi được. Sau khi Liễu Chi Nhung rời đi, một mình tôi đã suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi Tạ Lưu Vân đột nhiên đến tìm tôi. Tạ Lan, ta hoài nghi tộc Tương Liễu thật sự biết được bí mật của Quy Khư. Vừa gặp mặt Tạ Lưu Vân đã nói, có ý gì? Tôi hỏi, ngươi nhìn địa hình của bản xà cốc liền biết. Bản xà cốc hình như cự mãng, phần đuôi nối thẳng đến Bắc Minh Hải. Tương Liễu tộc ngàn năm vẫn không bị diệt là bởi vì ở tại nơi hiểm yếu của Bắc Minh Hải mà không người nào có thể qua được. Việc này thì có gì kỳ quái chứ? Tương Liễu tộc bởi vì sống sót khẳng định phải tìm một nơi địa thế hiểm trở thì mới là an toàn. Vậy nếu như bí mật của Quy Khư có liên quan đến Bắc Minh Hải thì sao? Ngươi vẫn nghĩ là tộc Tương Liễu vô tình tìm thấy bản xà cốc sao? Quy Khư có liên quan đến Bắc Minh Hải? Không sai, nhưng cụ thể như thế nào thì ta còn phải dùng thuật pháp thôi diễn một phen. Ở những nơi khác của Quy Khư không vào lục nhậm nên không cách nào thực hiện được. Nhưng chỗ sâu nhất nơi mà bản xà cốc liên thông với Bắc Minh Hải, ta có thể dựa vào lục nhậm âm dương kiếm cưỡng ép thăm dò vài phần huyền cơ. Tối nay ngươi đi cùng ta, thay ta hộ pháp để ta thôi diễn thiên cơ. Được, tôi gật đầu đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 513, Bắc Minh có cá một. Lục nhâm là một dạng chiêm tinh thuật của cung đình cổ đại, cùng với thái ất và độn giáp hợp thành tam thức. Nhâm thông căn với hợi, hợi thuộc về kiền quái là đạo đứng đầu của bát quái, theo sau hợi là nước, là ngọn nguồn của vạn vật. Mà kỳ môn, thái ất đều do tham khảo lục nhâm mà ra, vì vậy nên lục nhâm được xem là đứng đầu tam thức. Lục nhâm mà bình thường nói đến đều là đại lục nhâm. Đại lục nhâm đo trời lượng đất, nhìn thấu bổn nguyên vạn vật. Thôi bối đồ lúc trước là do Lý Thuần Phong dùng đại lục nhâm kết hợp với thái ất của thần toán viên Thiên Cương liên thủ với nhau viết nên. Từ thời đại Đường thôi diễn đến tận khi tám nước liên quân xâm lược. Sau này bởi vì đã thăm dò thiên cơ quá nhiều, viên Thiên Cương kịp thời tỉnh ngộ kéo Lý Thuần Phong lại thì thôi bối. Đồ mới đình chỉ. Vậy nên khi tôi nghe Tạ Lưu Vân nói muốn dùng lục nhâm âm dương kiếm thôi diễn huyền cơ của Quy Khư thì nội tâm liền tràn ngập cảm giác mong chờ, cũng sinh ra vài phần kính nể hắn. Ba người cầm cờ của thời đại mạt pháp, chỉ có tôi là vừa đi sau vừa thiếu hiểu biết, Tạ Lưu Vân có thể xem như là đệ nhất kỳ tài thuật toán của đạo môn trong 3.000 năm nay. Không nói đến tu vi chỉ tính mỗi thuật toán thôi thì thành tựu của hắn ở nhân đạo chỉ kém mỗi đạo đức thiên tôn. Đáng tiếc là thời đại mạt pháp sắp kết thúc rồi, ánh sáng trên người Tạ Lưu Vân nhất định sẽ lu mờ sau khi đám người Lữ Thuần Dương, Trương Đạo Lăng xuất thế. Đợi đến lúc đám người thiên tôn nháo nhào xuất thế, chư thần lại quay về nhân gian một lần nữa thì Tạ Lưu Vân lại càng chẳng có đất dụng võ, chỉ có thể lui về phía sau bày mưu tính kế. Bất quá nếu như hiện tại hắn có thể phỏng đoán ra bí mật của Quy Khư thì sau sự kiện đánh cờ với ma đạo tổ sư ở Đàm Cửu Long nhất định có thể tiếp tục có thêm một nét mực đậm màu trong đạo tàng, lưu danh thiên cổ. Liễu Chi Nhung nói anh hùng chi kiếm là mấu chốt để giải mã bí mật của Quy Khư. Nhưng nếu muốn phá giải bí mật thì trước tiên phải biết được Quy Khư là gì đã, nếu không thì bí mật này chẳng có cách nào giải. Hơn nữa cảnh cáo của cô ấy tôi cũng đã nhớ kỹ, vạch trần bí mật của Quy Khư nhất định sẽ kích động ý chí của thế giới Quy Khư. Nếu như không có được sự chấp thuận của thế giới Quy Khư thì Hồng Hoang có khả năng bị sụp đổ tận diệt. Đây là chuyện mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Nơi sâu nhất của bản xà cốc có khe nứt nối liền với biển Bắc Minh. Đứng ở vách đá phía trên khe nứt liền có thể mơ hồ nghe thấy được tiếng vang dữ dội của thủy triều. Khe nứt sâu thẳm tĩnh mịch, nhìn chẳng thấy đáy. Biển Bắc Minh một bên của núi, bên còn lại là vách núi cao vạn trượng. Muốn vào biển Bắc Minh chỉ có thể đi từ khe nứt này. Nếu không thì chỉ có thể từ biển vô tận đi vào Bắc Minh. Biển lớn mênh mông,
muốn vào đến Bắc Hải cũng phải mất mấy tháng. Hơn nữa cũng chưa chắc đã có đội thuyền chịu đi vào, bởi vì biển Bắc Minh là một trong những cấm địa của Quy Khư. Tứ hải của Hồng Hoang Quy Khư đều có dấu chân người đi qua, chỉ có ngàn dặm hải vực Bắc Hải gần núi Bắc Minh là chẳng có chút vết tích gì của con người. Bị xem như là vùng hải vực cấm kỵ của biển Bắc Minh. Lúc Liễu Chi Nhung kể về địa hình của Hồng Hoang Quy Khư cũng chẳng nói nhiều đến chuyện ở biển Bắc Minh, chỉ nói dưới biển có hung thú thường xuyên qua lại, còn có hải thú hệ tử linh. Tử linh hệ hải thú chính là hải cốt hóa thành ma, ví dụ như kình cốt là xương cá voi, xà cốt là xương cá mập các loại. Còn có truyền thuyết kể rằng tàn hồn và hải cốt của dị thú ở Hồng Hoang sau khi chết đều quy nhập Bắc Minh. Người muốn xuống đó? Tôi hỏi. Không cần, cứ làm phép ở đây. Đi Tạ Lưu Vân đáp lại. Hồng Hoang cũng có trăng và sao, nhưng lại lớn hơn nhiều so với nhân gian. Dưới ánh trăng trắng ngà, Tạ Lưu Vân đứng trên bờ vực, chân không đi giày, tóc dài buông xõa, bộ cương đạp đấu, bắt đầu thi triển ra lục nhâm âm dương kiếm hoàn chỉnh. Giải thích bộ cương đạp đấu là một loạt động tác bước chân của đạo sĩ khi làm phép. Hết giải thích. Tạ Lưu Vân vốn là mỹ nam tử hiếm có của đạo môn, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thân pháp bay bổng phiêu giật. Lúc múa kiếm liền có một cảm giác tuyệt mỹ kỳ lạ, cũng khó trách Giao Chỉ cung chủ một mực trung tình với hắn. Chỉ tiếc Minh Nguyệt có ý mà Lưu Vân lại vô tình, cũng không biết trong hắn có từng hối hận hay không. Nghĩ đến chuyện của hắn, tôi lại không nhịn được mà nhớ đến Khương Tuyết Dương. Nếu như cô ấy không ra đi, cả đời này tôi cũng không biết được tâm ý của cô ấy. Chỉ vì quá thông minh, quá biết tính toán cho nên mới nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm liền lựa chọn buông bỏ, cắt đứt tơ tình. Thủy Hỏa trông thì lạnh lùng, vô tình nhưng trong lòng lại vô cùng điên cuồng. Cũng chỉ có cô ấy mới dám yêu dám hận, bất chấp tất cả. Lục nhâm âm dương kiếm thật sự đoạt tạo hóa của thiên địa, diễn hóa theo kiếm pháp của Tạ Lưu Vân, tiếng sóng biển phía dưới khe nứt truyền lại ngày một rõ ràng. Ban đầu chỉ như tiếng khởi trống, dần dần tiếng trống ngày càng mãnh liệt rồi biến thành từng trận sấm rền. Sau đó tiếng sóng càng lúc càng vang dội, giống như tiếng sấm ngày kinh chập mùa xuân, khiến cho cả bàn xà cốc đều sinh ra phản ứng. Sơn cốc vừa động, tôi liền biết là sắp xảy ra chuyện rồi. Động tĩnh lần này nhất định sẽ khiến tộc Tương Liễu chú ý. Quay đầu nhìn lại liền thấy vô số tộc nhân tộc Tương Liễu tay cầm binh khí hướng về phía bên này. Người dẫn đầu chính là Liễu Chi Nhung. Hiện tại Tạ Lưu Vân khí thế như điên cuồng, tâm thần hoàn toàn bị kiếm pháp khống chế, nhất thời không thể dừng lại được. Tôi chỉ có thể dùng kiếm nghênh tiếp, đối đầu với tộc nhân tộc Tương Liễu. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 514, Bắc Minh có cá hai. Tạ Lan, anh ở đây làm gì? Liễu Chi Nhung hỏi, không đợi tôi trả lời đã chỉ sang Tạ Lưu Vân, anh ta đang làm gì? Hắn đang tu hành kiếm đạo. Tôi đáp, tu hành kiếm đạo? Liễu Chi Nhung nghi ngờ hỏi lại. Thánh nữ, tôi có thể cảm giác được, thủy triều bất thường của biển Bắc Minh là do người này dẫn phát ra, Thiết Y trưởng lão nói. Nghe ông ấy nói vậy, ánh mắt của Liễu Chi Nhung liền lóe lên, tuy rằng biểu cảm không thay đổi nhưng giọng nói đã trở nên lạnh lùng xa cách. Tại sao ngươi không nghe lời cảnh cáo của ta, vì sao nhất định phải phá giải nó? Tôi sẽ không tùy tiện vạch trần bí mật, nhưng mà tôi muốn biết Quy Khư là gì. Tôi nói, rốt cuộc hắn đang làm gì? Suy diễn thiên cơ, có lẽ đợi đến khi hắn thi pháp xong thì chúng ta có thể biết được Quy Khư cuối cùng là cái gì. Rồi, không, chẳng có ai muốn biết Quy Khư là gì, động thủ, bất chấp mọi giá ngăn cản hắn. Nói xong, Liễu Chi Nhung liền hạ lệnh công kích. Tuy rằng tôi rất tò mò với bí mật của Quy Khư, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà động thủ với tộc Tương Liễu. Nhưng hiện tại Tạ Lưu Vân đã bị kiếm pháp khống chế tâm thần. Nếu như kiếm pháp của hắn bị cắt ngang, nhẹ thì thức thần tổn thương, tu vi tụt giảm, nặng thì thức thần ly tán, thân tử đạo tiêu. Quy Khư phức tạp khó giải, tình cảnh thứ hai càng có khả năng cao hơn. Tạ Lưu Vân là người cầm cờ nhân đạo, cũng là một trong những đối thủ lớn của tôi,
nhưng tôi tuyệt đối không muốn hắn chết ngay lúc này. Huống chi trước đó tôi đã đồng ý hộ pháp cho hắn. Như vậy tính ra, tôi chỉ có thể khai chiến với tộc Tương Liễu. Ngay lúc Liễu Chi Nhung hạ lệnh công kích, tôi nuốt vào một viên tuyết phách thanh linh đan, thao túng anh hùng chi kiếm phát ra kiếm khí lưu hình. Anh hùng chi kiếm có thần uy vô hạn, vượt xa khả năng mà Vấn Thiên kiếm có. Tâm niệm vừa động, đoạn kiếm liền phát ra vô số kiếm khí. Phút chốc trước mặt tôi liền xuất hiện một biển kiếm khí vô hình. Kiếm hải cuồn cuộn, tràn ngập sát cơ, ngăn cản tộc Tương Liễu tiếp tục tiến tới phía trước. Tôi không muốn tổn thương đến người của tộc Tương Liễu. Nhân cơ hội này, tôi dùng Ngự Long Quyết của Ma Kiếm một hơi liền triệu hoán hết 6 con cự long xuất hiện. Chiến Long, Thích Long, Tiềm Long, Kháng Long, Phi Long, Dược Long. Chiến lực mạnh nhất của tộc Tương Liễu bất quá cũng chỉ là cảnh giới đỉnh phong của nửa bước thiên tôn. 6 con cự long lại có chiến lực cấp thiên tôn. Dưới 2 tầng áp lực nặng nề đến từ sát cơ hủy diệt và chân long tộc nhân tộc Tương Liễu liền không dám liều lĩnh nữa. Liễu Chi Nhung gương mặt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi. Muốn liều chết chiến đấu với tôi nhưng lại cố kỵ sự sống chết của tộc nhân. Trong những năm tháng vô tận của quá khứ, tộc Tương Liễu đã tử thương quá nhiều, mỗi một sinh mệnh đều vô cùng trân quý. Hơn nữa tộc Kim lại sắp đến vây sát, nếu như dốc hết toàn lực để chiến đấu với tôi ngay bây giờ thì sau này nhất định sẽ rơi vào tay của tộc Kim. Mấu chốt là kế hoạch ban đầu của tộc Tương Liễu là muốốn mượn sức tôi và Tạ Lưu Vân, muốn 30 vạn đại quân của nhân đạo giúp họ đánh đuổi sự xâm lấn của tộc Kim. Nếu như trở mặt với chúng tôi, kết cục của họ không cần nghĩ cũng biết. Nghĩ đến đây, thần sắc của Liễu Chi Nhung càng đau khổ, nhưng sự quyết tuyệt trong mắt cô ấy lại chưa từng biến mất. Tôi nhìn đến không đành lòng, nhịn không được liền nói, Liễu Chi Nhung, trước khi cô hạ quyết tâm, hãy thử ngẫm lại xem 3.000 năm trước là ai đã cứu cả tộc cô. Thánh nữ, nếu như năm đó không có ma đạo tổ sư thì tộc Tương Liễu sớm đã diệt vong rồi. Thiết y trưởng lão nói, Thiết y trưởng lão, tôi làm sao mà không biết được chứ? Nhưng nếu như để họ giải mã được bí mật của quy khư, đến lúc đó thế giới hồng hoang quy khư bị diệt thì tội danh thiên. Cổ này để ai gánh vác đây? Người đã quên nguyên nhân chúng ta thà trốn trốn tránh tránh cũng không chịu nhận tội quy hàng sao? Cung công không sai, thủy tộc không sai, người sai chính là thiên đạo. Liễu Chi Nhung lớn tiếng nói, tội danh thiên cổ thì đã sao? Bao nhiêu năm như vậy, không phải chúng ta đã quen rồi sao? Huống hồ, tộc Kim lại sắp vây đánh, đã định sẵn rằng chúng ta không thể giữ được bí mật của quy khư. Thiết y trưởng lão nói, Liễu Chi Nhung trầm mặc không lên tiếng. Tôi cam đoan trước khi xác nhận có thể bảo đảm an toàn cho toàn bộ chúng sinh quy khư thì sẽ tuyệt đối không giải mã bí mật của quy khư. Tôi nói, tôi làm sao có thể tin được anh? Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, dựa vào ma đạo tổ sư dám đem thiên đạo liệt cả vào chúng sinh. Ngay khi tôi vừa nói xong câu này, Tạ Lưu Vân liền chém một kiếm về phía khe nứt dưới vực sâu kia. Sau đó một cỗ thần niệm công kích vô cùng to lớn truyền đến từ phía dưới khe nứt. Thân thể của Tạ Lưu Vân giống như một chiếc lá khô bị cuồng phong cuốn lên tận cửu thiên. Sau đấy liền có trận đại địa chấn, hai bên vách núi của bản Xà Cốc có đá cuồn cuộn rơi xuống. Dần dần cả một tòa núi Bắc Minh đều đang chấn động. Sắc mặt của tộc nhân tộc Tương Liễu trắng bệch. Tộc nhân nhỏ tuổi một chút còn run rẩy hết cả người. Tạ Lưu Vân ở trên không trung không ngừng thổ huyết, tôi bay lên, tiếp được hắn. Tạ Lan, ta biết quy khư là gì rồi. Là gì? Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 515, quy khư là gì một. Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn, Côn phải lớn đến mấy ngàn dặm. Khi hóa thành chim, tên gọi là Bằng, Bằng lại có lưng dài đến cả ngàn dặm. Mấy câu này xuất phát từ trang tử Tiêu Giao Du của Đạo Tàng. Trên thực tế Đạo Tàng chưa từng chấp nhận sự tồn tại của Côn, Bằng. Nguyên nhân là bởi vì Côn quá lớn. Cả thiên đình âm ti đều không có hải vực thích hợp cho Côn sinh sống.
biển vô tận của nhân gian vốn là có thể chứa được nó, nhưng nhân gian lại chưa có ai từng nhìn thấy Côn. Nếu như nói không hề có bằng chứng nào cho sự tồn tại của Côn thì sự tồn tại của Bằng lại càng hư vô mờ mịt. Trong truyền thuyết, nếu như Côn hóa Bằng thì thiên đạo còn phải nhường cho nó một mảng trời. Như vậy xem ra nếu như thiên đạo còn tồn tại thì tuyệt đối sẽ không cho phép Côn, Bằng xuất thế. Nhưng mà Ma Đạo Tổ Sư lại cho rằng Côn có tồn tại. Lúc trước ngài ấy vào quy khư không phải đơn giản chỉ là vì hiếu kỳ với thế giới bên trong quy khư, mà còn muốn tìm kiếm bằng chứng tồn tại của Côn trong quy khư. Đáng tiếc là sau khi ngài ấy rời khỏi quy khư thì một chữ cũng không nhắc đến sự tồn tại của Côn, Bằng, chỉ là đem Kim Ngao đảo từ trong quy khư ra ngoài. Tạ Lưu Vân chỉ nói được mấy chữ này liền rơi vào trạng thái hôn mê. Sau khi hắn hôn mê, âm thanh từ khe nứt cũng dần dần bình thường lại, núi Bắc Minh không còn lắc lư nữa, mặt đất cũng ổn định lại như thường. Tộc nhân Tương Liễu tộc đều đang nhìn chúng tôi, cảm xúc của họ vẫn chưa thể bình lại sau khủng hoảng. Tạ Lan, nên biết chừng mực, các người đã kinh động đến ý chí của thế giới quy khư. Liễu Chi Nhung cất giọng nói chuyện với ngữ khí gần như là cầu xin. Giữa Côn và quy khư có quan hệ gì? Tôi hỏi. Đừng có hỏi tôi thật sự không biết. Cô không nói thì sau khi Tạ Lưu Vân tỉnh lại cũng sẽ nói cho tôi. Hắn không thể tỉnh lại mà vẫn còn nhớ những ký ức về quy khư. Nếu hắn không chọn quên đi thì vĩnh viễn cũng đừng mong có thể tỉnh lại. Tạ Lưu Vân vẫn luôn hôn mê liên tiếp 3 ngày. Đến tận tối ngày thứ 3 mới hoàn toàn tỉnh lại từ trạng thái hôn mê sâu. Cũng may hắn chỉ bị hôn mê, thức thần và tu vi đều không bị tổn hại. Tuy rằng chúng tôi đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng ngay lúc này ở một nơi xa lạ như quy khư tôi cũng không muốn thấy hắn xảy ra chuyện. Giải thích đạo bất đồng bất tương vi mưu nghĩa là không cùng chí hướng thì không thể đi chung đường được. Hết giải thích. Tạ Lưu Vân là quân tử lại không thể bị khinh khi. Trong khoảng thời gian khi hắn hôn mê, tộc Tương Liễu không hề làm khó chúng tôi. Bọn họ đang bận rộn đối phó với sự truy sát của tộc Kim. Huyết ấn ở đầm nước đã chứng minh đội quân của tộc Kim đã ẩn thân trong núi Bắc Minh rồi. Nhưng vì sao họ lại chậm chạp không chịu tấn công thì không ai biết được nguyên nhân. Ta hôn mê bao lâu rồi? Tạ Lưu Vân hỏi. 3 ngày. Cảm giác cứ như đã qua 3.000 năm. Tạ Lưu Vân thở dài một hơi nói. Chuyện trước khi hôn mê ngươi nhớ được bao nhiêu? Tôi hỏi. Ta nhớ đã cùng ngươi đi đến chỗ khe nứt dưới vực sâu, dùng lục nhâm âm dương kiếm để phá giải bí mật của quy khư. Sau đó thức thần của ta bị kiếm pháp khống chế, mất đi trì giác. Ngay lúc ta sắp hoàn thành một kiếm cuối cùng thì bị một cỗ thần niệm cường đại công kích đến không thể phản kháng. Nói đến đây Tạ Lưu Vân cau mày lại rơi vào trầm tư. Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Côn phải lớn đến mấy ngàn dặm. Khi hóa thành chim, tên gọi là Bằng, Bằng lại có lưng dài đến cả ngàn dặm. Khi nó bay lên lên đôi cánh như là đám mây treo trên bầu trời. Khi gió thổi động mặt biển, loài chim này liền bay về đại hải phía nam. Đại hải phía nam chính là một cái hồ lớn tự nhiên hình thành. Dừng. Tôi cắt ngang lời nói của Tạ Lưu Vân, nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Người thật sự không nhớ trước khi hôn mê đã nói gì sao? Tạ Lưu Vân lắc đầu, không nhớ. Được rồi, xem ra Liễu Chi Nhung nói không sai. Cô ấy nói gì? Cô ấy nói nếu như người vẫn nhớ quy khư là gì, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Nếu đã tỉnh lại thì khẳng định đã quên hết toàn bộ rồi. Tạ Lưu Vân vừa nghe liền giật mình, nhưng sau đó lại cong khóe môi nở một nụ cười đầy quỷ dị. Ngươi cười cái gì? Đúng là ta không nhớ lục nhâm âm dương kiếm đã tìm ra được huyền cơ gì, nhưng mà thư kiếm của ta lại có ký ức, ta có thể tái diễn lại. Tam ngũ trảm tà thư hùng kiếm của Tạ Lưu Vân có thể hợp hai thành một, cũng có thể tách ra. Khi hắn sử dụng lục nhâm âm dương kiếm chính là dùng song kiếm hợp nhất, thư kiếm cũng có tham gia. Tam ngũ trảm tà kiếm phân thành thư và hùng, hùng kiếm là kiếm thể, mà thư kiếm trên thực tế chính là kiếm linh, hai thanh kiếm này vốn dĩ là một. Lúc trước khi Trương Thiên Sư đắc đạo phi thăng, bởi vì một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, nên thanh bội kiếm tùy thân của ông ta cũng nhờ đó mà khai mở linh thức có thể cùng phi thăng với ông ta.
Nhưng Trương Thiên Sư lo lắng sau khi ông ta phi thăng thì núi Long Hổ không thể trấn áp vận khí của đạo môn được nữa, nên đã tách kiếm linh ra khỏi thân kiếm, phong ấn vào Thiên Sơn Linh Ngọc, sau này chính là Thư Kiếm. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 516, Quy Khư là gì 2. Bởi vì Thư Kiếm là kiếm linh nên có thể đọc được kiếm pháp trong trí nhớ. Nói cách khác, Tạ Lưu Vân có thể dùng Thư Kiếm để tái diễn lại thiên cơ mà hắn đã thăm dò được. Ta sợ ngươi cưỡng ép thôi diễn sẽ lại kinh động đến ý chí của thế giới Quy Khư. Nghe Tạ Lưu Vân nói muốn tái diễn lại, tôi liền có chút lo lắng. Lần này sẽ không đâu, kiếm linh của Thư Kiếm không nằm trong lục đạo chúng sinh, đừng nói đến ý chí của thế giới Quy Khư, cho dù thiên đạo cũng không thể phát giác ra được. Ngươi lại giúp ta hộ pháp lần nữa, đừng để ai cắt ngang ta, Tạ Lưu Vân nói. Ngay lập tức, hai chúng tôi liền đóng chặt cửa sổ lại, dán thêm bùa ngăn cản dò xét thần niệm. Sau đó liền thổi tắt ngọn đèn, Tạ Lưu Vân ở trong phòng triệu hoán Thư Kiếm xuất hiện. Thư Kiếm thuần bạch như ngọc, trong phòng tối tỏa ra ánh sáng nhu hòa đẹp đẽ của bạch ngọc, khiến người xem nhịn không được mà rung động. Tạ Lưu Vân không hề động thủ múa kiếm mà là dùng thần niệm giao cảm với kiếm linh, để cho Thư Kiếm tự mình múa trên không. Lục nhâm âm dương kiếm đoạt tạo hóa của thiên địa, mỗi một lần diễn hóa đều có quý tích độc nhất vô nhị. Nhưng lần này tôi vừa nhìn liền nhận ra đây chính là bộ kiếm pháp Tạ Lưu Vân dùng ở trên vách đá chỗ khe nứt đêm hôm đó. Theo sự biến hóa của kiếm pháp, tâm trạng tôi càng lúc càng khẩn trương, sợ lại dẫn đến thiên địa dị biến, dẫn đến sự chú ý của tộc nhân tộc Tương Liễu. Tuy rằng tộc Tương Liễu suy yếu, nhưng tuyệt đối không phải dạng có thể tùy ý bị bắt nạt. Lúc đó, họ không bất chấp tấn công phần lớn là bởi vì phần ân tình to lớn của ma đạo tổ sư năm xưa. Có lần một nhưng không thể lại có lần thứ hai. Nếu như để họ biết được chúng tôi vẫn đang giải bí mật của Quy Khư, tuyệt đối sẽ không nương tay với chúng tôi nữa. Vẫn may, cả quá trình tái diễn lại đều không xuất hiện bất cứ dị tượng nào. Đợi đến một thức kiếm pháp cuối cùng hoàn thành, Thư Kiếm lơ lửng giữa không trung, phát ra âm thanh leng keng. Thấy vậy, Tạ Lưu Vân dùng tay chỉ về hướng vách tường. Thư Kiếm lập tức chuyển động chuôi kiếm, dùng mũi kiếm khắc từng hàng chữ lên vách tường với tư thế như rồng bay phượng múa. Kế khắc lên chính là Tiêu Giao Du, chỉ là nhiều hơn hai câu so với câu Tạ Lưu Vân nói trước khi hôn mê. Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, côn phải lớn đến mấy ngàn dặm. Khi hóa thành chim, tên gọi là bằng, bằng lại có lưng dài đến cả ngàn dặm. Có thể thấy được, Thư Kiếm vẫn muốn tiếp tục khắc, chỉ là đột nhiên kiếm quang lại trở nên ảm đạm. Thấy vậy sắc mặt Tạ Lưu Vân đại biến, vội vàng niệm chú triệu hồi Thư Kiếm. Thư Kiếm rung lắc trên không vừa quay lại trên tay hắn nhưng chưa kịp vào vỏ đã nghe thấy một tiếng bang. Theo đó thân kiếm xuất hiện một vết nứt, sau khi vết nứt đầu tiên xuất hiện liền nhanh chóng lan rộng rồi rời ra. Sau đó lại là loạt âm thanh ngọc vỡ bị rơi trên đất. Thanh Thư Kiếm Tam Ngũ Trảm Tà được truyền thừa gần 2.000 năm ở núi Long Hổ cứ vậy mà vỡ nát. Sau khi thân kiếm vỡ vụn, kiếm linh hóa thành một đạo ánh sáng trắng muốn trốn thoát, ai ngờ trong không khí lại xuất hiện tầng tầng sát cơ bày ra vì nó. Tạ Lưu Vân căn bản không kịp thực hiện bất cứ động tác cứu giúp nào đã nghe thấy kiếm linh kêu lên một tiếng đầy thống khổ rồi hóa thành một cỗ khói xanh. Bộp, Tạ Lưu Vân ngồi bệt xuống đất. Lúc này đã không còn một chút xíu nào phong độ của quân tử. Lòng đau đến không thể chịu nổi. Chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Hà tất phải đau lòng đến vậy, Tạ Lưu Vân. Quân tử bình đạm ổn trọng vang danh thiên hạ đến cả cảm tình của Giao Chỉ cung chủ cũng có thể từ bỏ. Chẳng lẽ lại không nỡ từ bỏ một thanh kiếm sao? Tôi khuyên, Tạ Lan, ngươi qua đây. Tạ Lưu Vân nhìn tôi một cái rồi nói. Làm gì? Ngươi qua đây. Ta nói bí mật của Quy Khư cho ngươi. Tôi rất ngu ngốc, ngây thơ ngồi xổm bên cạnh Tạ Lưu Vân, làm ra bộ dáng nghiêng tai lắng nghe. Bang, lại một tiếng vang giòn tan, trùng trùng điệp điệp đập vào trán tôi. Nếu không phải tôi kịp thời cảnh giác, nhanh chóng cúi đầu thì có lẽ tôi đã ăn trọn cái tát này vào một bên mặt rồi. Tạ Lưu Vân, người điên rồi.
lúc vấn thiên kiếm của ta gãy ta cũng không có nổi điên như ngươi. Nói nhảm, cây kiếm nát đó của ngươi có thể so với anh hùng chi kiếm sao? Hơn nữa nếu có đau lòng thì cũng là Mộ Dung tiên tử nhà người ta đau lòng. Được, 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 ta biết ngươi mất đi thư kiếm tam ngũ trảm tà chiến lực sẽ giảm đi nhiều, tâm trạng không tốt ta cũng có thể hiểu. Cho nên cái tát này ta cũng không tính toán với ngươi nữa, hiện tại ngươi cũng nên nói cho ta biết bí mật của Quy Khư là gì rồi chứ. Là cái gì không phải ngươi đã thấy rồi sao? Viết ở trên tường kia kìa, chỉ vậy thôi. Tạ Lan, ta hoài nghi Quy Khư chính là nó. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 517, Quả Nhân là Hiên Viên 1. Tạ Lưu Vân nói hắn hoài nghi Quy Khư là nó. Nó ở đây chính là chỉ thân phận thật sự của Quy Khư, chỉ là hắn không dám nói ra cái tên đó thôi. Tôi bất ngờ đến chẳng suy nghĩ được gì, hỏi hắn, nói vậy thì có nghĩa là hiện tại chúng ta đang ở trong bụng cá. Không chỉ ngươi và ta, cả thế giới hồng hoang có khả năng đều đang ở trong bụng nó. Tạ Lưu Vân vừa nói ra câu này, liền có một đạo sấm sét xuyên qua nóc nhà bằng gỗ đánh thẳng lên người hắn. Lưu Vân hành tẩu tiêu sái, đa tình phút chốc cả thân đen thui, còn bốc khói, đến cả tòa nhà trên cây cũng nổi lên khói lửa. Không ngoài dự đoán, lần này lại bị tộc nhân Tương Liễu tộc phát hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Chi Nhung hỏi. Vừa rồi hắn đã làm chuyện khiến nhân thần căm phẫn, bị sét đánh. Tôi ôm Tạ Lưu Vân, người lại lần nữa lâm vào hôn mê, bình tĩnh trả lời. Ha, tôi thấy hai người cố ý làm chuyện xấu thì đúng hơn. Liễu Chi Nhung mang ánh mắt mờ ám nhìn tôi nói. Tôi không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô ấy, cúi đầu nhìn Tạ Lưu Vân đang được tôi ôm trong lòng, mới đột nhiên tỉnh ngộ. Tạ Lưu Vân với dáng vẻ y phục không chỉnh tề, muốn bao nhiêu thụ thì có bấy nhiêu thụ, mà đây đã là lần thứ hai tôi ôm hắn trước mặt tộc nhân Tương Liễu tộc. Tình cảnh này khiến tôi nhớ đến câu nói của Thủy Họa, cả đời anh minh bị hủy trong phút chốc. Đại quân tộc Kim vẫn chần chừ không tấn công, sau khi Tạ Lưu Vân dưỡng thương xong thì rời khỏi bàn xả cốc. Việc cấp bách nhất hiện tại hắn cần làm là liên hệ với các cao thủ đỉnh phong khác của nhân đạo. Tuy rằng chiến lực đỉnh phong ở Quy Khư không cao, nhưng chiến lực tổng hợp lại tuyệt đối không kém hơn đạo môn ở thế giới bên ngoài. Tâm lý bài ngoại mạnh, một khi phát sinh xung đột sẽ khó tránh khỏi tổn thất. Tạ Lưu Vân để tâm đệ tử nhân đạo, tôi cũng lo lắng cho người của ma đạo. Chúng tôi chỉ có 7 người, mà mỗi một người đều không thể bị tổn thất. Chỉ là Liễu Chi Nhung cho phép Tạ Lưu Vân đi triệu tập nhân thủ cứu viện, nhưng lại không chịu thả tôi rời đi. Tạ Lan, Liễu Chi Nhung nói không sai, anh hùng chi kiếm đã biến thành thanh kiếm nguyền rủa, hiện tại ngươi không thích hợp để lộ mặt. Trước tiên cứ ở đây xem xét tình huống rồi tính tiếp. Nếu như ta có tin tức về người của ma đạo thì sẽ nói với họ ngươi đang ở đây. Được, làm phiền rồi. Sau khi Tạ Lưu Vân rời đi, tôi tiếp tục ở lại bàn xả cốc. Liễu Chi Nhung nói sau khi đám người ngoại lai chúng tôi đến đây thì rất nhanh thôi tin tức Quy Khư xuất thế sẽ được truyền đến. Sở dĩ tộc Kim án binh bất động có khả năng lớn là do đã biết được tin tức này. Nhưng càng là như vậy, tộc Kim lại càng không muốn từ bỏ bí mật của Quy Khư. Tại sao tộc Kim cứ nhất định phải có được bí mật của Quy Khư từ chỗ các người chứ? Tôi hỏi. Bởi vì một truyền thuyết do thiên đạo để lại, người vạch trần bí mật của Quy Khư có thể lên đỉnh núi Bất Chu, trở thành chủ nhân của Hồng Hoang Quy Khư. Họ không lo lắng đến hậu quả là thế giới Hồng Hoang sẽ bị tan vỡ sao? Bọn họ đương nhiên là không quan tâm. Tại sao? Bởi vì bọn họ căn bản không biết Quy Khư là gì. Họ chỉ cho rằng đây là một vi diện thế giới thích hợp để sinh tồn, nhưng lại không hề ngờ đến cái thế giới này lại là vật sống. Mà bí mật của Quy Khư chính là điểm mấu chốt để kích hoạt thế giới này. Một khi thế giới thức tỉnh, sự sống chết của tất cả mọi người đều phụ thuộc vào một ý niệm của thế giới này. Ở thế giới bên ngoài của chúng tôi, nhân loại dùng hết mọi thủ đoạn để khám phá địa cầu mà chúng tôi đang sống, thậm chí không tiếc để lại vô số vết thương trên mặt đất, dưới đại dương sâu mấy ngàn mét. Nếu như địa cầu cũng giống như Quy Khư, có một ngày tỉnh lại sau giấc ngủ say, vậy thì nhân loại sẽ đối mặt với kết quả như thế nào? Nhưng nếu như địa cầu là vật chết,
thì không cần lo lắng sẽ có kết quả không tốt xuất hiện. Bọn họ chỉ quan tâm là có thể cướp lấy được bao nhiêu lợi ích từ địa cầu. Quy Khư cũng vậy. Nếu như vạch trần bí mật của Quy Khư có thể giúp họ trở thành chủ nhân của Hồng Hoang, vậy thì tất cả những gì tộc Kim đang làm đều là đáng giá. Đúng rồi, vì sao anh Hùng Chi Kiếm có thể giải mã bí mật của Quy Khư? Tôi hỏi. Bởi vì Quy Khư là nhân quả của thiên đạo, mà anh Hùng Chi Kiếm là kiếm của thiên đạo. Vậy nên bất luận là có bao nhiêu người đến phá giải bí mật, chân tướng cuối cùng chỉ có một người biết được, đó chính là chủ nhân của anh Hùng Chi Kiếm. Vì sao cô một mực cho rằng sau khi phá giải bí mật của Quy Khư thì nhất định sẽ đem đến kiếp nạn hủy diệt cho Hồng Hoang? Bởi vì không ai có thể có được sự công nhận của thế giới Quy Khư, bởi vì không ai có thể thỏa mãn yêu cầu của nó. Yêu cầu gì? Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 518, Quả Nhân là Hiên Viên 2. Tạ Lưu Vân đã nói đáp án cho ngươi rồi. Tôi đã nghĩ rất lâu mới hiểu ra yêu cầu của Quy Khư là gì. Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, khi hóa thành chim, tên gọi là bằng. Yêu cầu của Quy Khư rất đơn giản, nó muốn hóa thành bằng. Đúng thật là chẳng ai có thể thỏa mãn yêu cầu của nó. Nghĩ đến đây tôi không nhịn được cười khổ một cái. Vậy nên, hiện tại tốt nhất ngươi nên mang anh Hùng Chi Kiếm rời khỏi Quy Khư, vĩnh viễn cũng đừng quay lại đây nữa. Liễu Chi Nhung nói, không, tôi sẽ không rời đi, ma đạo sẽ không từ bỏ Quy Khư. Vậy thì mãi mãi cũng đừng giải mã bí mật. Cũng đừng để ai biết anh Hùng Chi Kiếm đang ở trong tay ngươi. Cuộc sống hiện tại của tộc Tương Liễu ngập tràn nguy cơ, nhưng họ dường như đã quen với trạng thái sinh tồn như hiện tại. Vậy nên cho dù tộc Kim Mai Phục ở núi Bắc Minh nhìn chằm chằm vào họ, họ vẫn có thể sống như bình thường, huấn luyện, sinh sôi nảy nở con cháu nối dõi. Tộc Tương Liễu rất cởi mở, đặc biệt là giữa nam và nữ. Có đôi khi làm ngay cả ở bên ngoài, trên núi dưới cốc, trong bụi cỏ, trên cây, phía sau tảng đá, không phân biệt ngày đêm. Điều này khiến tôi rất khó tiếp nhận, không biết nên khen họ vì đã nỗ lực gia tăng số lượng tộc nhân hay nên truyền dạy lễ pháp, văn minh cho bọn họ. Vẫn may, Liễu Chi Nhung vì là thánh nữ nên phải giữ thân thể thuần khiết, nếu không tôi không cách nào đối mặt với cô ấy được. Bởi vì những nữ tử tộc Tương Liễu đó thật sự quá phóng đãng rồi, hoàn toàn khiến cho tam quan của tôi bị chấn kinh. Không khí của bản Xà Cốc cũng tràn ngập hương vị xuân tình, thời gian tôi ở đây càng lâu. Cái loại dục vọng nguyên thủy từ bên trong cơ thể lại càng khó khống chế, tim ma không phải tim đạo, tim ma vốn không hề ngăn cấm dục vọng. Dưới cái loại tình huống này, tôi lại càng nhớ Kiêm Hà. Đời này, chỉ có Kiêm Hà cho tôi biết sự kỳ diệu của chuyện nam nữ. Nghĩ đến cô ấy liền nhớ đến làn da trơn bóng của cô ấy, nhớ đến sự mềm mại trước ngực cô ấy. 500 dặm phía đông nam của núi Bất Chu có một tòa núi khác gọi là núi Thủ Dương. Núi Thủ Dương không hề cao lớn, nhưng lại cực kỳ dồi dào. Đất ở núi Thủ Dương vô cùng màu mỡ, có dòng sông chạy qua, là khu vực đất đai mà tộc Thổ coi trọng nhất. Thành chủ của tộc Thổ liền xây dựng ở phía dưới núi Thủ Dương, diện tích rộng rãi, trong thành dung nạp hơn 30 vạn người. Hiên Viên Thần Đế của tộc Thổ sống ở Hiên Viên Thần Điện bên trong thành Thủ Dương. Hiên Viên Đế là vị thần bí nhất trong tứ đế của nhân tộc Hồng Hoang. Nhân tộc Hồng Hoang đều có khí ngũ hành, mà nghe nói Hiên Viên Đế lại có thân thể mậu thổ ngàn năm hiếm có. Không nói đến tu hành, chỉ riêng thể chất của ngài ấy thôi cũng đã đủ để đứng trên đỉnh cao của nhân tộc Hồng Hoang. Trong tứ đế của nhân tộc ở Hồng Hoang Quy Khư, đệ nhất chiến lực được công nhận là thanh đế của tộc Mộc, ngang nhiên bá chiếm núi Không Tang. Tiếp theo là Xích Đế và Bạch Đế, trong đó Bạch Đế mạnh hơn một chút. Còn Hiên Viên Đế của tộc Thổ, chiến lực thần bí khó dò. Có người nói chiến lực của Hiên Viên Đế sợ là cũng không kém Thanh Đế bao nhiêu. Hiên Viên Đế hùng tài đại lược, lại giỏi ẩn giấu tài năng, là vị minh quân hiếm có của Hồng Hoang. Bất quá ngài ấy lại có một khuyết điểm lớn hơn, khuyết điểm này cũng có liên quan đến thân thể tiên thiên mậu thổ của ngài ấy. Quả nhân hữu tật, quả nhân háo sắc, mậu thổ không thể rời khỏi sự thoải mái của quý thủy,
nam tử như đất, nữ tử như nước, hiên viên đế yêu mỹ nữ nhất. Hậu cung của hắn không chỉ có mỹ nữ nhân tộc, thậm chí còn có cả yêu cơ do yêu thú hóa thành. Tóm lại đây là một vị đế vương phong lưu, được bách tính tộc thổ vô cùng kính ngưỡng. Ở Hồng Hoang quy khư, háo sắc tuyệt đối không phải là chuyện đáng xấu hổ. Vì sự vững mạnh của bộ tộc và sức chiến đấu với tự nhiên, chuyện nam nữ cũng được tôn trọng như tế lễ. Tộc thổ tuy rằng không quyến rũ, phóng khoáng như tương liễu tộc, nhưng cũng không cấm chuyện nam nữ. Kiêm Hà xuất hiện bên bờ sông Lạc Thủy, mỹ mạo kinh người lập tức thu hút sự chú ý của bách tính tộc thổ. Không biết bao nhiêu binh sĩ tộc thổ dừng chân vây xem, trên mặt mang sắc dục không hề che giấu. Kiêm Hà vốn mị cốt trời sinh, cho dù là lời nói, cử chỉ đoan trang, nhưng sự mị hoặc tận trong xương cốt lại không cách nào che giấu được, bị cả đám đàn ông vây xem trong lòng lại âm thầm xấu hổ. Đang muốn tránh khỏi đám người lại bị một hàng vệ binh ngăn cản. Ngươi là ai? Vệ binh rất cảnh giác, đã phát giác được Kiêm Hà có khí chất khác thường. Ta không thể trả lời. Kiêm Hà lạnh nhạt trả lời. Dưới mảng trời này nơi nào mà chẳng phải đất của vương, không cần biết ngươi là yêu nữ từ đâu đến, nếu đã ở đây thì phải để cho chúng ta kiểm tra. Tên vệ binh cầm đầu vừa nói đôi mắt háo sắc vừa híp lại nhìn chằm chằm vào thân thể uyển chuyển của Kiêm Hà. Nếu như tôi không thể tiếp nhận kiểm tra thì sao? Vậy thì đừng trách chúng ta ra tay lỗ mãng, yêu nữ gây sự, trước tiên bắt lại mang về rồi thẩm vấn kỹ lưỡng. Tên đó nở nụ cười dâm tà, giơ gông xiềng trong tay lên bộ dáng như muốn đi qua gông cổ Kiêm Hà lại. Thần niệm của Kiêm Hà đảo qua người đám vệ binh đó, phát hiện ra cả đám này tu vi chỉ dưới nửa bước thiên tôn, liền lập tức quyết đoán ra tay. Hắc kiếm trong tay bạo phát, một đạo kiếm khí lưu hình phá nát gông xiềng, kiếm khí tiếp tục lưu động, chỉ nghe hết tiếng gào này đến tiếng thét khác, chẳng mấy chốc đã có một màng người chết. Đó là cô vẫn còn cố ý khống chế kiếm khí, nếu không trong phạm vi 10 trượng xung quanh đều sẽ bị kiếm khí ảnh hưởng đến. Sau khi giải quyết xong đám vệ binh, Kiêm Hà liền chuẩn bị lập tức rời đi, nhưng ngay lúc này, một người đàn ông trung niên cao lớn, anh Tuấn xuất hiện ngăn cản đường đi của cô. Kiêm Hà nhíu mày lại, ngay khi người đàn ông này xuất hiện cô đã phát thần niệm thăm dò. Nhưng rồi khi thần niệm của cô rơi vào trên người này liền giống như lấy muối bỏ biển vậy, không có một chút phản ứng nào. Trong lòng cô âm thầm than khổ, tu vi của người đàn ông này sợ là đã đến cảnh giới thiên tôn. Nói cách khác thì người đàn ông này chính là cường giả cấp bậc thần đế trong truyền thuyết của Hồng Hoang. Vệ binh của quả nhân chỉ là tiến hành kiểm tra theo thông lệ, chưa từng mạo phạm đến cô nương. Cô nương vì sao ra tay tàn độc như vậy? Người đàn ông đó ôn hòa đặt câu hỏi. Lời nói vốn không hề mạo phạm, nhưng ánh mắt lại vô lễ quá mức rồi. Cô nương lớn lên xinh đẹp, bọn họ nhìn cô nhiều hơn một chút, có sai chỗ nào? Huống hồ xinh đẹp vốn dĩ là dùng để lấy lòng nam nhân, cô nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Nữ vi duyệt kỳ giả. Dung, ta đẹp hay không liên quan gì đến kẻ khác. Kiêm Hà giận dữ nói, cô nương đã có phu quân. Đương nhiên là có. Ồ, quên hắn đi. Người đàn ông đó nhẹ nhàng thở dài nói, hả? Từ hôm nay trở đi cô chính là nữ nhân của quả nhân. Trên thế giới này sẽ không có người đàn ông nào có thể tiếp cận cô được nữa. Ha ha, ông nghĩ ông là ai? Kiêm Hà cười lạnh. Quả nhân là hiên viên. Giải thích nữ vi duyệt kỳ giả dung là chỉ nữ nhân hạnh phúc chỉ vì người trong lòng. Hết giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí. Truyệnđọcviệt.com Chương 519, Kiêm Hà gặp nạn 1. Sau khi hiên viên đế nói ra thân phận của mình thì uy áp của đế vương cũng bộc phát, chẳng mấy chốc người dân hai bên bờ sông Lạc Thủy đều quỳ xuống. Danh xưng hiên viên này, đừng nói là bên trong tộc thổ, cho dù là người dân dị tộc ở những vùng man di hoang dã ngoài kia thì địa vị của hiên viên đế trong lòng họ cũng vô cùng cao cao tại thượng. Có thể nói, hơn phân nửa cái Hồng Hoang này đều là của hắn. Xích đế xem hắn là huynh đệ, thanh đế bế quan ở không tang không xuất thế, tộc thủy sớm đã suy tàn đến mức chỉ còn lại tộc tương liễu đang kéo dài hơi tàn.
Bạch Đế của tộc Kim có dã tâm, ngặt nỗi chỉ dựa vào tộc Kim và tộc Hắc Long phản quân của tộc Thủy thì không có cách nào đối đầu với thực lực của Hiên Viên Đế. Cũng bởi vì vậy, sau nhiều lần Bạch Đế cử sứ giả đề nghị liên minh mà không có kết quả liền hạ quyết tâm được ăn cả ngã về không. Đặt toàn bộ hy vọng tranh bá đại nghiệp lên bí mật của Quy Khư mà tộc Tương Liễu đang nắm giữ. Hiên Viên Đế thích cải trang vi hành, nghe nói trong hậu cung của hắn có một nửa phi tử là do hắn gặp được ở bên ngoài. Còn một nửa là dị loại do hắn tự tay thuần hóa, thu phục, có hổ yêu, xà yêu, trúc tử tinh là cây trúc thành tinh, hoa yêu, mị ma, sơn khôi, sắc quỷ. Giải thích sơn khôi là khỉ đầu chó theo. Hết giải thích. Trong đó cũng có một số là cưỡng ép nhưng phần lớn đều cam tâm tình nguyện thuận theo. Không ai nhìn thấu được tuổi thọ của Hiên Viên, rất có khả năng hắn chính là chủ nhân tương lai của Hồng Hoang. Yêu tinh dã thú vốn không hề có khái niệm về trung tình, chỗ tốt có thể đạt được từ Hiên Viên Điện phong phú hơn nhiều so với khi bọn chúng cực khổ tu hành trong núi. Đáng tiếc là, hôm nay Hiên Viên Đế đã đánh chủ ý sai đối tượng, bởi vì người mà hắn đang đối mặt là huyết mạch truyền thừa dòng chính của Thái Cổ Thần Ma. Sau mấy ngàn năm, ý chí của Thái Cổ Thần Ma trong người nhân tộc ở Hồng Hoang đã chẳng còn lại bao nhiêu, mà Kiêm Hà lại có huyết mạch Thái Cổ Thần Ma chính thống. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cô ấy nhìn xuống chúng sinh ở Hồng Hoang Quy Khư. Đáng tiếc là huyết mạch của Kiêm Hà chưa thức tỉnh toàn bộ, thực lực hiện tại của cô ấy chỉ tương đương với nửa bước thiên tôn, dù là chiến lực hay thần niệm thì còn xa mới bì được với Hiên Viên. Sứ quân tự hữu phụ, La Phu tự hữu phu. Ý tốt của Hiên Viên bệ hạ, Kiêm Hà không thể tiếp nhận. Kiêm Hà nói, Kiêm Hà, tên hay. Giết vệ binh của quả nhân là tội ác tày trời, trừ phi cô định lấy mạng đền mạng, nếu không thì chỉ có thể theo quả nhân về cung. Bằng không cho dù Hồng Hoang có lớn hơn nữa cũng chẳng có ai dám che chở cho cô. Nếu Hiên Viên Đế đã có ý muốn bắt buộc thì Kiêm Hà chỉ còn cách liều mạng chiến đấu đến cùng thôi. Nói xong, Kiêm Hà một hơi triệu hồi ra 12 ảo ảnh kính tượng, từng đạo kiếm khí lưu hình phát ra theo mũi kiếm. Kiêm Hà tuy rằng tu hành ma kiếm nhưng lại không thể triệu hồi ra kiếm khí cự long. Thủ đoạn công kích lớn nhất của cô ấy chính là công kích giấu trong vô số ảo ảnh của kiếm khí lưu hình. Kiếm khí tràn ngập đất trời, gió khởi mây quần, cát bay đá chạy, kiếm khí lưu hình mang theo sát khí hướng thẳng về phía Hiên Viên Đế. Viên châu to bằng hạt gạo cũng dám tranh quang với trăng. Hiên Viên Đế nói một câu sắc lạnh, sau đó dưới chân hắn xuất hiện một con cự long màu vàng cát, cự long uốn lượn thân thể, không ngừng cắn nuốt kiếm khí mà Kiêm Hà phát ra. Chỉ thấy cát vàng tràn ngập, kiếm khí phá không, toàn thân Hiên Viên Đế phát ra vầng sáng màu vàng đất. Tay áo bay bay không dính một chút bụi đất, ngược lại Kiêm Hà đã bị gió thổi đến cả người đầy cát bụi. Hiên Viên Đế vốn có thân thể tiên thiên mậu thổ, am hiểu nhất chính là thao túng tiên thiên hậu thiên mậu thổ. Cự long cát vàng của Hiên Viên Đế nếu như không phải cảnh giới thiên tôn thì không thể phá được. Kiếm khí tuy rằng không vào ngũ hành, nhưng đối mặt với thân thể mậu thổ có lực phòng ngự mạnh nhất trong ngũ hành cũng vô dụng. Hiên Viên Đế chỉ thủ không công, bất động như núi, để mặc cho 12 ảo ảnh kính tượng của Kiêm Hà tùy ý tập kích, nhưng vẫn không thể đả thương hắn, đến một góc áo cũng không động đến được. Mà một khi Kiêm Hà muốn trốn thoát thì con tiên thiên mậu thổ thủ hộ cự long do thần niệm của Hiên Viên Đế hóa thành sẽ ngay lập tức chặn đứt đường thoát của cô. Theo sự chồng chất của cát vàng trên mặt đất, thần niệm của Kiêm Hà nhanh chóng tiêu hao, nụ cười bên khóe môi của Hiên Viên Đế cũng ngày càng rõ ràng. Mới đầu hắn không nhìn thấu được lai lịch của Kiêm Hà, trong lòng còn có mấy phần cảnh giác, hiện tại thấy Kiêm Hà đã bị hắn bao vây khí tức lại, mới bình thản trở lại. Chỉ đợi mỹ nữ lai lịch bất minh này cạn kiệt thần niệm, liền đem về Hiên Viên Thần Điện, dụng tâm dạy dỗ một phen liền có thể hỏi ra được thứ muốn biết. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 520, Kiêm Hà gặp nạn 2. Hiên Viên Đế có thuật thu phục nữ tử, lại là thân thể tiên thiên mậu thổ,
ngũ hành tương sinh tương khắc thổ khắc thủy, nữ tử trong thiên hạ không ai có thể chống cự lại. Đạo thu phục nữ tử của hắn, nhìn thấy bóng dáng Kiêm Hà càng lúc càng chật vật, Hiên Viên Đế sinh ra vài phần thương hương tiếc ngọc, nói, cái kính tượng ảo ảnh này của cô nương đã sắp không chịu được nữa. Quả nhân chẳng mấy chốc là có thể phá vỡ toàn bộ, đến lúc ấy lại liên lụy đến thần hồn của cô, cần gì phải cực khổ gắng gượng như vậy chứ. Lòng Kiêm Hà đã có nơi thuộc về, muốn trách chỉ trách Hiên Viên Đế dồn ép người khác vào đường cùng. Được thôi, để xem cô có thể kiên trì đến khi nào. Hiên Viên Đế nói chuyện thì nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại âm thầm tăng thêm vài phần áp lực cho Kiêm Hà. Hắn là cửu ngũ chi tôn, nếu mà giằng co trong thời gian dài vẫn không hạ được sẽ ảnh hưởng đến vị trí đế vương. Rốt cuộc, Kiêm Hà không thể chống cự được tiên thiên mậu thổ cự long ngày càng tràn ngập sát cơ. 12 huyễn kính lần lượt bị phá hủy, đợi đến khi toàn bộ bị phá vỡ, cô há miệng nôn ra một ngụm máu. Bụi về bụi, đất về đất, đây chính là số mệnh của cô. Nói xong, Hiên Viên Đế nâng tay xuất ra một chiêu, một vòng sáng màu vàng kim chói chặt lấy tay chân Kiêm Hà, lại vươn một ngón tay điểm giữa mày Kiêm Hà phong ấn ngũ cảm lục giác của cô. Lúc này không đợi Hiên Viên Đế phân phó, liền lập tức có hai tế tư đi theo vi hành tiến lên, đem Kiêm Hà đưa lên xe ngựa, rồi quay về Hiên Viên Thần Điện ở thành Thủ Dương. Đợi đến khi đoàn người vi hành của Hiên Viên Đế rời đi, Trương Chi Viễn dùng thuật thay hình đổi dạng mới lặng lẽ bước khỏi từ đám đông. Đợi đến khi ông ấy đi đến chỗ không người liền bấm tay tính toán, cuối cùng nâng tay kẹp lấy hai tấm thần hành phù, nhanh chóng bay về hướng đông. Tuy rằng ý chí của thế giới quy khư cấm ngự không, nhưng lại không hề cấm pháp thuật ngũ hành. Trương Chi Viễn vốn là cao thủ thuật pháp của đạo môn, thông hiểu vạn pháp không kém Tạ Lưu Vân. Sau khi dùng thuật toán tính ra đệ tử nhân đạo cách hắn gần nhất liền lập tức tiến về phía đấy tụ họp. Tạ Lưu Vân cũng am hiểu thuật toán, nhưng mà núi Bắc Minh quá lớn, hắn không tính được xa như vậy. Vị đỉnh phong cao thủ của nhân đạo mà Trương Chi Viễn muốn tìm cách ông chưa đến trăm trượng, ở ngay trong rừng dưới hạ du sông Lạc Thủy. Cảnh vật lướt qua trong phút chốc, Trương Chi Viễn đã gặp mặt vị đỉnh phong cao thủ của nhân đạo này. Người này là Huệ Sa Tử chân nhân động chủ của Sơn Động Tây Nhạc Hoa. Sau khi hai người chạm mặt, Trương Chi Viễn liền nói chuyện Kiêm Hà bị Hiên Viên Đế của tộc Thổ bắt đi nói cho Huệ Sa Tử. Hừ, ma đạo ngang ngược cản rỡ quen rồi, vừa vào hồng hoang đã trêu phải cường giả, đáng đời. Huệ Sa Tử nói, ngũ nhạc động liên kể với nhau, Đồ Sơn công tử bị một chiêu của Thủy Họa đánh bay sạch tu vi. Nỗi hận trong lòng của Huệ Sa Tử khó mà tiêu tán được. Huệ chân nhân, ngài có chỗ không biết, trước đây tôi đã nghe ngóng qua rồi, ở Hồng Hoang quy khư tộc Thổ có thế lực lớn nhất. Nếu để Hiên Viên Đế có cơ hội làm chuyện sai trái, ma đạo nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Với tính cách của hai phu thê ma đạo tổ sư Tạ Lan, làm sao có thể nhịn nổi nỗi nhục này? Trương Chi Viễn nói, nhịn không được thì làm sao, ma đạo chỉ có 7 người, bọn họ dám đối đầu với mấy trăm vạn bách tính của tộc Thổ sao? Huệ Sa Tử nói, nếu như ma đạo lật mặt với tộc Thổ, hai đạo nhân, tiên ai cũng không kiếm được chỗ tốt, Lâm Thủy Họa có thân bất tử của tử thần. Nếu cô ấy hạ quyết tâm ra tay tàn độc, hồng hoang chẳng ai có thể hủy diệt thần hồn của cô ấy. Đến khi ấy dẫn đến chúng sinh cộng phẫn, kẻ chịu thiệt vẫn là hai đạo tiên, nhân chúng ta. Trương đạo hữu, chi bằng chúng ta âm thầm ra tay, liên hợp với tộc nhân Hồng Hoang giết sạch toàn bộ 7 người của ma đạo ở đây, thế nào? Huệ Sa Tử nghiến răng, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, hung ác. Huệ chân nhân, tuyệt đối không thể làm vậy, trước tiên không nói đến việc khí số của ma đạo chưa tận, nếu như nhân đạo thật sự tham gia diệt sát ma đạo. Khẳng định không thể giấu được tiên đạo. Cũng có nghĩa là hai vị thiên tôn của ma đạo và cửu thiên phong chủ nhất định sẽ đem món nợ này tính lên đầu hàm cốc quan. Vậy ý của Trương đạo hữu là, nhanh chóng tìm được người của ma đạo, nói tin tức ma nữ Kiêm Hà đã bị Hiên Viên Đế bắt đi cho họ, chỉ hy vọng có thể kịp thời cứu được. Huệ chân nhân, ta biết ngài đau lòng vì cái chết của Đồ Sơn công tử, nhưng mà phải lấy đại cục làm trọng, ma đạo tuyệt đối không thể kết tử thù với tộc Thổ. Nếu không, nhân đạo ở quy khư một bước cũng khó đi.
khi ngài tìm thấy các cao thủ khác của nhân đạo nhớ truyền lời của ta. Trương Chi Viễn nói, ai già, được rồi. Huệ Sa Tử thở dài nhận lời. Kiêm Hà gặp nạn, không chỉ nhân đạo lo sợ, những cao thủ tiên đạo truyền tống đến bên trong hoặc xung quanh thành Thủ Dương sau khi nghe tin cũng hoảng rồi. Đệ tử ma đạo trọng tình trọng nghĩa, nếu như Hiên Viên Đế thật sự làm việc sai trái với Kiêm Hà, có thể tưởng tượng được sau khi ma đạo kéo đến sẽ có phản ứng gì. Đúng thật là người của ma đạo đến đây không nhiều, nhưng mà cho dù chỉ có một mình tử thần Lâm Thủy Họa cũng đủ khiến Hồng Hoang quy khư long trời lở đất. Thủy Họa tuy rằng không có danh xưng thiên tôn, nhưng mà sau khi trải qua cuộc chiến ở cao nguyên chết chóc, không ai dám hoài nghi cô không có chiến lực của thiên tôn. Thân thể bất tử lại thêm chiến lực của thiên tôn, trừ phi toàn bộ cao thủ của Hồng Hoang đều xuất hiện thì mới có thể giết được cô. Mà Hồng Hoang tuyệt đối không phải dạng đồng lòng đoàn kết, ai lại bằng lòng trả giá cho sự hoang đường của Hiên Viên Đế. Các bạn vừa nghe xong tập 52 của bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.